Xin chào tất cả các bạn đến với online. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đàn tác phẩm Love Story trong cuốn giáo trình Romantic Piano tập 1. Các bạn chưa có sách thì có thể đăng ký mua một quyển để tìm theo dõi và tập ở nhà nhé. Trong sách thì quyển này thì bao gồm 43 tác phẩm được soạn cho piano. Có sẵn phần hợp âm này, để các bạn có thể đàn theo hợp âm ha. Cả khóa pha, khóa sơn đầy đủ cho các bạn ha. Khi đặt sách thì các bạn sẽ nhận được sách qua đường bưu điện và file MP3 đàn mẫu tất cả các bài để các bạn nghe, để các bạn đàn cho dễ hơn. Những bạn đã mua sách thì các bạn mở trang 55, đó, trang 55 ra để các bạn theo dõi và tập. Vì có file đàn mẫu rồi nên thì các bạn mở file đàn mẫu nghe nhé. Đó, nên mình sẽ vô bài hướng dẫn luôn để tiết kiệm thời gian cho các bạn ha. Rồi, tay trái hai ô dưới nè. La thứ các bạn rải: La, mi, đô, mi, đô. Đó, tay trái thì có hai cách để các bạn bỏ ngón, một là bỏ ngón số 2. Đây à. Cách thứ hai là bỏ ngón số 3 thì các bạn không phải rướn ngón tay. Đó thì tùy các bạn thấy cái nào mà tay nó mình thuận tiện thì các bạn đàn nhé. Đó, đây là ngón số 3. Ngón số 2. Đó, ngón nào cũng được. Các bạn thấy ngón nào dễ hơn cho mình thì các bạn chọn ha. Rồi, hai ô đầu tiên là La, mi, đô, mi, đô. Phải tập. Mình đọc tên nốt nha, các bạn chú ý nhìn vào bài các bạn tập theo nhé. Đô mì mì đô đô hai rưỡi mì mì đô đô mì pha mì rê 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 si si hai rưỡi rê rê si si rê mì rê đô 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 la la hai nghỉ. Dấu lằng đó là lằng đơn đó các bạn ha. Đọc rưỡi thêm nửa phách hoặc các bạn đọc nghỉ nửa phách đều được ha. Nghỉ: đô đô la la đô rê đô xì 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 son son. Các bạn chú ý có son thăng này. Đó, có dấu hoa bất thường. La rê pha thăng la, si mì son thăng si, pha bình. Các bạn thấy dấu bình không? Pha bình rê và son thăng. Đó, rồi đàn La, Si, hai, ba, bốn. Đó, các bạn tập ba dòng đầu tiên của câu đầu tiên. Rồi tương tự ha. Tay trái thì hợp âm la thứ tương tự đàn bên kia ha. Rồi mi 7, bát son thăng. Son thăng, đó. Các bạn khi nào thấy bát thì có nghĩa là nốt bát sẽ đàn trước. Bát son thăng nè. Son, mi, si. Rồi các bạn đàn. Thứ la mì la mì đô mi son mi fa. Đó, đây là người ta dùng nốt bát trung chuyển à, đó nhớ các bạn ha. Câu này cũng có các bạn hỏi là ủa sao la thứ mà đàn có nốt son trong này. Đây là người ta dùng bát trung chuyển để chuyển về fa. Mình sẽ đàn bình thường thì các bạn nghe cái nào hay hơn ha. Rồi, bây giờ là dùng bát trung chuyển như trong bài mình đã soạn. Đó, hai cách, một là cách đàn theo như trong xích nhạc mình đã soạn. Hoặc các bạn không thích thì các bạn đàn theo la thứ bình thường. Đó, đó là mình nói rõ, phân tích rõ để các bạn hiểu ha. Rồi, pha trưởng. Pha đồ la đồ la đồ la đồ. Cứ một ô là bốn phách. Một, mi trưởng, mi xì son thăng, hai ba bốn. Rồi ô dưới mi đàn theo nốt đơn, nốt đen chứ, xin lỗi các bạn. Mi xì mi mi. Đó. Rồi về lại la thứ như bình thường các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành ghép, mình sẽ ghép chậm, cố gắng ghép chậm để các bạn theo dõi nè. La mi. Đàn lại là 1 2 3 4 ô 2 1 2 3 4 ghép vô.
si si son son, la si fa mi đó. Rồi cái ô cuối cùng nè, rồi mình sẽ nhắc lại tiếp cho các bạn rõ ha. Một số bạn nó giữ như thế này thì nó trùng tay xong mà đàn, thì các bạn đàn xong các bạn bỏ tay ra để cho thấy trái đàn á. 2 3 4 bỏ tay ra để các bạn chuẩn bị đàn cái hàng kế tiếp theo ha. Vì mình khi mà mình giẫm cái pedal thì cái tiếng nó đã giữ lại rồi ha. 2 3 4 đó, cái vẫn còn tiếng vang của hợp âm la thứ đó, đang giẫm pedal các bạn ha. Đó, đó là cái tác dụng của pedal, nó tạo tiếng vang của giữ lại cái âm nó ha. 2 3 4 đó, như vậy các bạn đã xong 3 dòng đầu tiên rồi. Qua tiếp theo, những hàng tiếp theo giai điệu vẫn như vậy nhưng mà người ta biến tấu một chút rồi, các bạn hợp âm thì như cũ nhá. Nên các bạn bây giờ các bạn tập tay phải thôi. Đô mi mi đô đô, 2 nhịp mi mi đô đô mi, fa mi re 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 si si, 2 nghỉ re re si si re mi re đô 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 la la đô đô la la đô re đô si 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 son son, 2 3 la si son đô. Rồi các bạn tập tới đó thôi ha. Rồi hợp âm như cũ, mình sẽ không hướng dẫn lại tay trái nữa. Các bạn nhìn vô xích nhạc đàn nhé. Ở nhà các bạn tập cũng vậy, tập đi tập lại thật nhiều, khi nào mà thật nhuần nhuyễn có hai tay rồi ghép nha. Không có vội vàng là các bạn đòi tập một bài trong vòng một tiếng hay một ngày đâu. Có bài thì tùy trình độ khó và trình độ xuất phát của mỗi người. Có bài có khi các bạn phải tập cả tháng đó, ha, là bình thường nhé. Rồi bây giờ ghép nè. Đô mi mi đô đô mi mi đô đô mi, fa mi re 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 si si re re si si re mi re đô 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 la la, quên không, đô 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 la la chạy à. Các bạn tập à, này mình chưa hướng dẫn, bây giờ mình mới hướng dẫn nè. Đô 2 nhị là si đô re mi fa son đó, là si đô re mi fa son đó, re mi là fa, 2 rưỡi là fa là si si, re fa re mi, 2 nhịp son mi son son la la đô mi đô re, 2 rưỡi si re si đô, re mi là đô mi fa, 2 nhịp son là đô đô si đô re fa mi, 2 rưỡi fa son si si la son fa mi re, có re thăng fa la fa son, 2 3 4 đó, các bạn tập tới đó ha. Rồi tay trái hợp âm, rồi các bạn nhìn vào phần hợp âm nhé. La 7 thì các bạn cũng đàn như là la trưởng vậy ha. La trưởng này đó, có mình đàn khoảng 10 thì có dấu thăng đàn lên đó. Rê thứ, rê là fa là fa là fa là son trưởng, son rê si rê si rê si rê đô trưởng, đô son mi son mi
sòn mi sòn. Pha trưởng pha đồ la đồ la đồ la đồ. Si thứ trừ 5 thì 1 5 8 sẽ đạt si pha si pha mi 7 lại mi si sòn. Đó rồi cái ô hàng tiếp theo nè. La la si la đồ la la la. Đó, còn phần sau thì các bản đàn bình thường ha. Re son do fa như cũ. Rồi bây giờ ghép nè. Đô từ chỗ ghép. La si do re mi fa son. Chỗ khó các bạn chú ý tập chậm, giống như cái ô này các bạn chưa quen tay trái thì các bạn tập chậm. Đồ là la xì la đồ la là la xì la đồ la là la. Đó các bạn tập nhiều cho nó quen chậm. Đồ re mi là đồ mi fa hai rưỡi son là đô đô si đô re fa mi hai rưỡi fa son si si la son fa mi re fa la fa son hai ba bốn. Rồi bây giờ tới phần là chạy ngón ha. Thì các bạn thấy hợp âm mi sus à, đó mi. Rồi các bạn tập nè. Mi kết hợp hai tay mi la si re mi la si re. Rồi hàng dưới các bạn thấy cái chữ mà r và chữ h ha, đó chính là right hand, có nghĩa là tay phải ha. Rồi hợp âm mi 7 các bạn nhấn tay trái ở đây ha. Rồi tay phải nè mi son si re. Rồi bốn nốt móc đôi là một nhịp. Rồi các bạn giữ mi son si re mi son si re son si re mi son si re mi mi re mi son si re mi son re mi son si re mi son. Tiếp tục mi son si re mi son si re mi. Rồi tới phần nốt đen thì mỗi nhịp mỗi nốt đen là bằng bốn nốt móc đôi à, các bạn chú ý ha. Rồi tiếp tục đàn luôn re mi son si. Thì đây là đàn những nốt trong hợp âm mi 7 các bạn ha. Mi 7 gồm mi son si re thì cứ thay đổi. Đó các bạn tập ha. Rồi mình sẽ đàn từ nốt nốt trắng thì tập rồi, bây giờ tiếp tục là phần nốt đen ha. Một nốt đen tay trái là bằng bốn nốt đôi móc đôi của tay phải. Rồi tập nè. Đó có file MP3 đó, các bạn mở file MP3 lên các bạn nghe sẽ nhận biết được ha. Đó mi son si re rồi lại si re mi son nè. Mi son si re mi son si re. Đó mi son si re và mi son si mi nha. Đó hai cái quãng tám cuối cùng là mi son si mi. Mi son si re mi son si re mi son si mi mi son si mi. Đó ngay chỗ này thì các bạn có thể dùng một dấu chấm lưu ở cuối ô để các bạn chuyển tay về bình thường. Đó mi son si mi mi son si mi chậm lại một chút rồi đàn. Qua phần ô sau thì nó giống cái tiết tấu ở đầu bài rồi, nó chỉ là cao hơn thôi. Đàn trên này thì các bạn đàn đô, mì, mì, đô, đô. Đó, đoạn đầu thì các bạn đàn đô, mì, mì, đô, đô.
nên nó giống nên mình sẽ không hướng dẫn lại nữa nhé. Là các bạn nhìn mình ghép đó nè. Rồi mình sẽ đàn từ dòng mi 7 ha, mi son si re nè. Sẽ nhận hàng cuối cùng ha. Đô nè, đô hai nha. Hai rồi tay phải si mi đô la mì, si mi nhấn chung này, đô la mì tương tự các bạn nhìn đó. Đó, chú ý nha. Đó, tập nhiều nhé các bạn ha. Hai. Hai. Rồi ghép chậm ha. Hai. Đây cũng được, tay trái đây hoặc đây cũng được nhé. Các bạn xuống bass thấp một chút nữa cho nó hay ha. Rồi ghép chậm lại một lần nữa nè. Đã hướng dẫn cho các bạn xong tác phẩm Love Story ha. Các bạn cố gắng tập nhiều để có kết quả tốt. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.